Thân mến, chào mừng bạn đến với kênh youtube Chuyện Làng Quê Thưa các bạn, trong cuộc đời nhiều khi tai họa thình lình ập đến mà ta không thể lường trước được Chuyện hôn nhân không phải ai cũng may mắn có được người vợ, người chồng, trung thủy Đến với hôn nhân, không ai sẽ nghĩ đến ngày chia tay Bởi thế khi việc cực chẳng đã là ly dị ập đến thì không bao giờ là nhẹ nhàng cả Cuộc đời Hà cũng vậy Cô những tưởng cuộc sống sẽ êm ả, trôi đi với gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Nhưng tai họa đã ập đến và cô đang phải rơi vào một cuộc chiến ly dị. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, chuyện làng quê xin mời các bạn theo dõi tiếp chương 3 Chuyện Đổi Đời của tác giả Trương Thành Sơn. Đúng thế, tao tối mặt lo làm ăn nó về khuya thì ngủ tít không động chạm gì vào nhau thế mà tao ngu không đòi hỏi thậm chí tao lại cứ thương thương nghĩ nó thấy mình làm mệt chủ động nhịn không làm phiền vợ nữa ôi trời ơi sao tao ngu thế không biết trời đất ạ à, ngu gì mà ngu thế hả trời đứa nào cũng giật mình nghĩ về gia đình về chồng của chính mình chỉ mỗi linh vừa cưới xong nên đang say tuần trăng mật chưa nghĩ đến việc bị phản bội cô nói nó muốn thế nào mày định xử lý ra sao chưa kịp nói chuyện nhiều đâu tao nổi điên đuổi nó cút nên mới chỉ có nói vài câu thôi nó nói đúng lúc tao mất bình tĩnh nên chỉ nghe loáng thoáng chẳng rõ ý gì đâu cố nhớ lại xem nó nói ý gì hình như nó muốn tao châm trước song cũng vẫn muốn là người có trách nhiệm với việc mình làm với con bé kia ừ đúng rồi thằng chó ấy nó nói mấy lần ý quan trọng nhất là muốn tiếp tục qua lại với con sen ấy vậy thì không thể được mày đã đồng ý thế à không tao chưa nói được điều gì cả bấn loạn nên tao chưa nghĩ phải xử lý làm sao cả lúc ấy lòng dạ tao dối bời. Sao kịp nghĩ gì? Nói gì cho chuẩn được? Còn Cúc hỏi. Thế mày có ý định đánh ghen không? Hà ớ ra vì câu hỏi rất bất ngờ. Tao ấy à? Không mày thì ai? Không lẽ là tao hay cái Linh đi đánh ghen giúp mày à? Chí khôn dường như chưa bỏ Hà đi nên cô mới nói khá tỉnh táo. Tao, tao nghĩ có thể con sen ấy can tội dành chồng. Nhưng chủ yếu thằng chó hóa đều giả, lừa con gái người ta chứ. Phải không chúng mày? Cả mấy đứa cùng lặng đi, đặt mình vào hoàn cảnh bạn. Đầu tiên là cái bảo nói mà như chất vấn. Đúng, đúng rồi. Vì cớ gì thằng chồng hư hỏng thì con vợ lại đi đánh ghen. Phụ nữ không thương nhau thì thôi, sao lại hành hạ nhau vì cái thằng mất dạy ấy? nó không xứng đáng để mày phải đi đánh ghen đánh ghen không bao giờ giữ được chồng chỉ làm mình xấu xa đi lờ mờ phạm tội đi tủ đấy tất cả mấy đứa đều lên tiếng thống nhất ở chỗ dứt khoát không thèm đánh ghen không thèm chửi bới nhục mạ nhau để tự làm mất giá trị mình đi ngược lại cần tỉnh táo lý trí nhất là tranh thủ đồng minh là bố mẹ anh chị em nhà chồng bàn đến hướng tương lai đứa nào cũng ngồi nghĩ mông lung. Còn bảo sừng sộ nói dứt khoát. Loại đã như thằng hóa chồng mày, thì nếu kéo cũng không giữ được đâu hả? Nó sẽ vẫn ngựa quen đường cũ, thế thôi. Đúng, đúng rồi. Hẳn rằng con đĩ kia chưa chắc đẹp hơn mày, nhưng tao tin nó trẻ hơn và chủ động quyến rũ quyết liệt nên không bao giờ từ bỏ đâu. Cái linh sen vào. Loại gái ấy chẳng có liêm sỉ đâu mà trông chờ. Còn thằng chó ấy, khi vợ vẫn hơ hớ ra thế này mà đi theo gái, thì đừng bao giờ tin nó thay đổi tâm tính. Hãy tỉnh táo suy nghĩ với thái độ dứt khoát, không khoan nhượng. Cái cúc cũng nói kiên quyết. Nếu là tao, tao sẽ ly dị. Thà sống một mình còn hơn phải chia sẻ thê thiết. Không bao giờ tao chịu lép vế như vậy đâu. Cái nhà ọp ẹp thì giật đổ mẹ nó đi. Thà dựng lại cái túp nều tranh còn hơn. Còn bảo nói đế thêm vào Tớ cũng nghĩ thế Kệ xác cho nó biết Sướng cu thì mù mắt là như thế nào Cứ để một đứa ra Mọi sự sẽ khác ngay thôi mà Khi ấy còn yêu tha thiết nữa không Còn đẹp còn hấp dẫn nữa không Chưa nghĩ ra được điều gì khác Đầu hà lúc này như quả bí đặc vậy Nhưng cô đã thấy bình tĩnh hơn Và có chỗ dựa là các bạn gái Từ thủa hàn vi của mình Con Linh người từng trải nhất về chuyện ly dị này cũng bảo. Dứt điệp đi mày ạ, à. không thể để lằng nhằng được. Đừng có hy vọng một thằng đã ngoại tình đến mức có chửa mà vẫn lại yêu mình vẹn nguyên. Mày cùng tuổi dần, cùng tháng, chỉ khác ngày với tao, nghĩa là vận mệnh hai chúng mình chắc cũng như nhau đấy. Đừng có hy vọng tốt đẹp. Hãy dũng cảm, cắt không thương tiếc cái u nhỏ này đi. Kinh nghiệm của tao là sẽ có cơ hội khác tốt đẹp hơn đấy ôi đâu có dễ thế linh ơi bao nhiêu giảng buộc nào là con cái nào là việc làm thất thường thu nhập thấp vướng cái gì chứ giải quyết được tất có khi là cơ hội lớn đấy dù tao chẳng thấy còn tình nghĩa gì với thằng chó ấy nhưng còn bé mận thằng cu bình tao nuôi chúng nó thế nào đây khi có chồng mẹ mày không thể ra tay hỗ trợ nhiều được khi đã ly dị mọi người sẽ giúp đỡ cả ông bà nội nó nữa chứ cảm ơn chúng mày tao phải về nói chuyện với mẹ và đứa em gái xem họ quên thế nào nữa phải đấy người thân sẽ sáng suốt tỉnh táo hơn thấy linh vẫn tẩn ngần hà hỏi mày có điều gì muốn nói với tao à ừ có đấy mà thấy chúng mày hình như không muốn nghe tao nói nữa có chứ cứ nói đi Vậy là Linh kéo cả mấy đứa ngồi xuống lại nói. Tao đoán sự việc thế này. Con ấy chắc dân miền quê xa tít nào đó. Thấy cuộc sống thị thành hấp dẫn, muốn đổi đời. Cách duy nhất là kiếm thằng có hộ khẩu thành phố, đùi quẻ câm điếc gì cũng được. Loại gái có nghề có nghiệp thì nó ỉa vào kiểu đàn ông như thằng hóa. Thế nhưng người làm việc phổ thông dễ gì trải được một chàng trai có hộ khẩu thành phố. Kể cả cô ta xinh đẹp, nên lão hóa thành có giá đấy. Còn bảo đế bảo. Đúng, đúng, Linh nói có lý đấy. Căn bản là nó cần cái hộ khẩu thành phố. Linh vẫn làm chủ cuộc thoại. Nghe tao nói đã. Sau nhiều phen thả mồi bắt bóng những người đàng hoàng thất bại. Nó chuyển hướng chài loại có vợ rồi. Nhưng mắt hấp hái với gái trẻ. Như lão hóa. Có nghĩa là cũng có nhà có cửa. Còn ấy nó nhìn vào cái hộ khẩu thành phố của chồng mày, gia thế của chồng mày cùng với căn nhà của mày hả ạ? Trọng tâm là căn nhà của mày đấy. Hãy nhớ lấy lời tao. Nhưng cái chính ở đây là thằng chồng mày háo sắc. Sống buông thả nên mới mắc câu. Loại thằng hóa đấy như đã nói không thể cải tạo được đâu. Cố níu kéo chỉ thêm buồn khổ thôi. Ý của mày là tức là nhường cho con ấy thằng chồng khốn nạn cùng ra thế nhà nó chẳng tiếc làm gì mày sẽ có người khác tử tế đàng hoàng hơn nhưng hà đã bình tĩnh tỉnh táo hơn ôi còn nhà cửa tao ở đâu khi nhà là ông bà nội cho mày chưa nghe tao nói hết nghe đã thế nên cái cần giữ bằng mọi cách có thể chính là căn nhà cho con cái mình ở giữ chặt lấy căn nhà quyết đấu trong trận địa này hiểu chưa ừ cảm ơn để tao nghĩ thêm linh thật tỉnh đòn và khôn ngoan đi thẳng vào trọng tâm vấn đề cụ thể luôn mày có tên trong sổ hồng căn nhà không có thế tốt quá rồi hãy lấy ngay mang gửi sổ hồng căn nhà ở nơi tin cậy ngay lập tức đám bạn nhâu nhâu nói mọi thứ quý cần tẩu tán ngay từ sổ hồng đến vàng tiền. Họ chia tay mà mới chỉ để ra phương hướng căn bản, chưa thể để ra phương châm cụ thể giúp cho Hà có thể xử sự khôn khéo trong hoàn cảnh chớ trêu này. Chỉ còn bảo nói như kết luận điểm quan trọng nhất. Nhớ Hà nhé! Chấp hành ba không, không đánh ghen, không chửi bới nhục mạ, không để cảm xúc chi phối khi ra những quyết định vội vàng dại dột. Cứ đúng như theo hướng con linh nói, là giữ chặt cái nhà, cùng lắm là chia đôi, chứ nhất định không buông chủ quyền của mình. Ừ, có chúng mày làm chỗ dựa, tao bình tĩnh hơn nhiều rồi. Nhưng trên đường đạp xe về nhà mẹ, trong đầu Hà vụt lên ý nghĩ, mình chấp nhận ly dị ngay thế này là chúng ý muốn của nó rồi. Sẽ ly dị, sống nhất định không thể để nó ngon ăn thế được không ăn được thì đạp đổ, chứ làm gì có chuyện cho nó rũ bỏ mình những cái vỏ tranh như thế được. Trong đầu Hà bắt đầu xào xáo những giải pháp có lợi nhất cho mình, nhưng phải trừng trị được kẻ phản bội và cả đứa cướp chồng. Cô ngẫm, điều suy nghĩ ích kỷ này có thể các bạn cũng vậy, nhưng không nói ra, chính mình phải tự nghĩ, tự quyết chứ ai giúp mình được nhỉ. Một phương châm đã được cô tự xác định với chính mình. Ở nhà mẹ, bà Nghĩa vừa nhìn thấy con gái là trái tim bà mẹ đã linh cảm sự việc nghiêm trọng rồi, nên thu vén việc đang làm để lắng nghe con gái trình bày sự việc. Hà nói chuyện với cả mẹ và em gái, cô bộc bạch thẳng vào vấn đề. Thằng Hóa nó đi bổ bịch với đứa con gái trẻ tên là Sen, có chữa rồi mẹ ạ. À. Từ bao giờ thế? con cũng mới biết khi nó đến xin tạ lỗi tối nay con sen ấy à không là thằng hóa nó tạ lỗi rồi từ bỏ chứ không nó xin lỗi vợ nhưng nó không chịu bỏ hẳn con kia mà muốn con tha thứ trong khi vẫn muốn qua lại thực hiện trách nhiệm với con kia bà nghĩa dãy nảy lên không tự nhiên thì chia sẻ làm thê làm tiếp à? Rồi nó trẻ, thằng hóa bỏ rơi luôn mày à? Con cũng nghĩ thế, nên chưa trả lời cụ thể mẹ ạ. À. Vừa khi ấy, thì cậu ba tòng về, nó ghé nghe và hiểu tình thế của chị hai, rồi góp lời luôn. Chị mới 35 tuổi, còn trẻ chán để làm lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, lì dị phén đi, đã kém cỏi không nuôi nổi vợ con, lại còn lăng nhăng bổ bịch, tắt không thương tiếc. Còn em gái tư băng góp lời. Để xem thái độ của ông Hóa nói với mẹ, với nhà mình thế nào đã chứ? Ừ, chị đang dối ruột nên mới nhờ cả nhà mình, người ngoài cuộc tỉnh táo hơn góp ý. Giờ nó rút đầu vào háng con ấy, chứ dám về đây mà nói à? Đêm ấy, hà ở lại ngủ với mẹ và em gái họ nhỏ to chuyện trò bàn mưu tính kế mẹ hỏi cái nhà ấy làm sau đám cưới đến mấy năm nhưng giấy tờ chủ quyền đã có chưa lập khi nào làm nhà xong mới đi làm sổ hồng mẹ ạ nhưng thể hiện tên của mày trong sổ là khi nào trước thì đất vẫn mang tên một mình bà nội chỉ sau khi hai vợ chồng con làm nhà thì mới lập lại chính thức mang tên hai đứa theo hình thức cho tặng mẹ ạ bà mẹ tỉnh táo nói lời kết rất hài lòng vậy được rồi giấy cấp chủ quyền tài sản hình thành trong quá trình hôn nhân thì thuộc cả hai vợ chồng chuyển sang chủ đề con cái bà ngoại nói còn bé mận thì để đây mẹ nuôi thằng cu bình thì gửi bên bà nội mày cứ ở nhà bên ấy để giữ chủ quyền cái nhà. Mọi thứ cần cầm chuôi, mang sang đây mẹ giữ cho. Vâng ạ. À. Mọi thứ bà Nghĩa nói thật tưởng minh, đơn giản, khiến Hà không còn dối trí nữa. Bà có cảm giác ấm áp bên mẹ. Dì từ bằng hỏi thêm. Chị có biết con xe lấy nhà cửa, gia đình thế nào không? Không, chị không biết. Hình như nó từ quê xa tới Hà Nội, làm ăn ở nhà thuê. Nhất định không rời căn nhà, chị nhé. Chị hiểu rồi. Loại gái quê này chắc đã lả lơi kiếm một anh thành phố mà không thành công nên chuyển sang đối tượng đã có vợ. Điều nó cần là trụ lại thành phố cùng nhà cửa có sẵn. Phải nắm chắc căn nhà là thứ con ấy nhăm nhăm ngó vào, chị nhé. Cũng không cho hắn chạm vào mình nữa. Lỡ có chửa đứa nữa thì thành lỡ dạo đấy. Ừ, chị biết rồi Đã tưởng chuyện xong Nhưng lúc sau con em gái lại dừng chị dậy Gọi ra ngoài để nói Tránh làm mẹ thức giấc Nó bảo Em nghĩ rồi Chị sẽ ly dị nhưng không thể nhanh được Để cho chúng nó khốn khổ khốn nạn đã Chị ạ à. Bạn nãy trên đường đến đây Chị cũng đã nghĩ như vậy Quả bom thai nó mang ra làm vũ khí mình né xa để biến thành quả bom hẹn giờ đe dọa chính hai đứa ấy. Đúng vậy, chị có ý định đánh ghen không? Không, đúng, mình không cần phải hạ thấp như vậy. Hạ như hóa trên đời này thiếu giống gì mà phải hạ mình vì hắn đi đánh ghen. Đánh ghen không bao giờ giành lại được hạnh phúc đã mất mà chỉ làm mình tệ bạc hơn, lại vi phạm pháp luật. Bạn chị cũng khuyên như vậy. Nhưng bỗng cô em quay ngoắt sang chất vấn chuyện khác tự trong lòng chị còn yêu lão hóa không? Nếu giả sử con sen chưa có thai thì chị có tha thứ không? Nói yêu vào lúc này nghe nó giả tạo vì căm hận đang cháy ngút trời. Làm gì có tí tình nào mà yêu? Nhưng nếu chỉ ngoại tình rồi dứt hẳn thì chị sẽ xem xét lượng thứ. Còn vẩn vơ trăng hoa thì chắc chắn chị không thể cho phép. Đúng rồi. Mai mang giấy tờ vàng bạc tích chữ gửi mẹ đi, chị nhé. Ngẫm một lúc, Hà bảo. Ừ, nhưng sổ hồng chị sẽ gửi ông bà nội cu bình, thế mới thu phục được nhân tâm bên kia, biến họ thành đồng minh của mình. Đúng, chị thông minh lắm. Đêm ấy, Hà chằn chọc, gần sáng mới chập mắt được ít phút. Sáng hôm sau là thứ bảy, nên từ sáng sớm, cả Bảo, Cúc và Linh lại gọi Hà đi uống cà phê sớm. Đêm qua, mỗi đứa về đều hạch sách chồng mình, rồi tự mỗi người cũng nghĩ xem nên làm thế nào nếu mình ở hoàn cảnh như Hà, rồi tìm cách hỗ trợ cho cô bạn gái thiếu may mắn trong chuyện tình duyên. Đương nhiên, chính sau khi đã ngẫm nghĩ chín rồi thì các nội dung tư vấn mới thiết thực. Sau khi có tư vấn của bạn, của mẹ, của các em, Hà đã bình tâm hơn nhưng nét buồn thì vẫn hiện hiện trên nét mặt cúc bảo không nên thiết lập nét mặt đưa đám thế người ta bảo cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác lại mở ra hay là đời còn dài dài còn đầy ra mày tươi lên còn bảo thì vỗ tay thẳng vào ngực hà nửa đùa nửa thật chắc gì đã là tai họa sinh thế này bỏ được thằng chó ghẻ ấy thì có cơ hội mới ngon hơn lò đếch gì cứ mẩy mẩy quyến rũ thế này thì gạt ra không hết dai trẻ khỏe thông minh giỏi sang bảy lò cái gì mà buồn cố cười đùa nhưng quả thực với hà đó cũng chỉ là cái mặt nạ được cô đeo lên mặt mình gượng thiết lập nét tươi vui cô cười bảo y như là rơi tự do trong môi trường không trọng lượng ấy chúng mày ạ à? cả đêm tao chẳng ngủ được vừa thiêu thiêu lại mơ thấy thằng chó ấy tụt quần bình ra tao hét lên từ chối rồi thẳng chân đạp nó ra mẹ tao bất ngờ bị con gái đạp suýt rơi xuống nền nhà tội nghiệp bà đúng là người trong cuộc dối trí còn người ngoài cuộc thì tỉnh táo đến mức không còn xúc cảm Linh bảo mày đã buôn bán chút rồi giờ tự tin để mở cửa hàng chưa? Cửa hàng gì? Buộc cứt nát bán cho chó mó mà. Đang dối cả ruột gan chuyện chồng con, thì ai nghĩ được đường làm ăn nữa chứ? Nhưng đó là chủ ý của mấy cô bạn, muốn lôi Hà khỏi nỗi ám ảnh chuyện chồng ngoại tình. Còn Bảo vẫn cố kéo Hà chuyển sang chuyện làm ăn. Thật đấy, mày nấu nướng rất khá, mở cửa hàng bán đồ ăn sẵn, thời của những shipper nếu chất lượng tốt sẽ khối người mua. Tao đang rầu ruột chuyện chồng con, tâm trí nào cho buôn bán mà chúng mày cứ bàn thế. Thì vẫn phải kiếm sống chứ, chúng tao đang lo giúp mày mà. Ừ, cảm ơn chúng mày, để tao nghĩ thêm đã. Dù đầu óc vẫn trông chênh, ít nhất Hà cũng đã cảm giác được một chỗ dựa bạn bè. Để Hà khỏi buồn, ba đứa rủ bạn đi xem phim. Cố lôi con bạn khỏi nỗi âu sầu bị chồng phản bội. Quái oăm, chúng bộ phim về một cô gái bị chồng đi ngoại tình rồi bỏ. Phải chật vật nuôi con một mình, rồi quyết chí vươn lên. Khi đã thành bà chủ giàu có, thì lão chồng lại là người làm thuê cho vợ cũ. Thế mà tỉnh xưa nghĩa cũ khiến họ kết nối lại. Tức quá, hà bảo. Phim chả ra đếch gì Tao về đây Không thèm xem nữa Hay mà Hà Nhưng các bạn giữ quá Hà gượng gạo ở lại xem Dường như nội dung phim đã tiếp thêm cho cô nghị lực Đặc biệt là ý tưởng nảy sinh về việc chọn lựa phương án đối xử khi chia tay nhau Hà vẫn vừa xem vừa ngẫm nghĩ Có trò vàng mình cũng không khi nào chấp nhận quay lại với kẻ đã phản bội mình Mình phải quyết sống để chứng minh không phải chỉ là người vợ bình thường mà là của quý. Sao cho nó ân hận cả đời vì đã rơi một cục kim cương như cô gái nhân vật chính trong phim đã nói và thực hiện tuyệt vời. Mình sẽ không đủ khả năng để làm ăn thành bà chủ lớn, nhưng nhất định không ươn hèn, không ngửa tay xin tiền kẻ phản bội, dù có chết đói. Rời phòng chiếu phim, Hà đi thẳng về nhà bố mẹ chồng để nói cho ông bà biết thực hư mọi chuyện. Ông trường, bố chồng của Hà gầm lên. Để tao gọi thằng Hóa về, cho nó một trận nhử đòn, rồi đuổi cút xéo luôn. Còn bà mẹ chồng thì buồn thiêu. Xưa này bà nhâm tin tưởng ở con trai, luôn nghĩ con mình ngoan ngoãn đàng hoàng. Cái việc nó lêu lỏng nên thi trượt đại học đã làm bà buồn nát cả ruột gan. Xin cho con đi học trung cấp điện, về làm sửa chữa thiết bị ở xí nghiệp may, lấy được con vợ ngoan hiền, tưởng đã ổn thế mà rồi nó lại bỏ việc đi lái taxi giờ thì lại trai gái hư hỏng bà nhâm ngẫm theo chiều hướng khác dù hư hỏng nó vẫn là con trai mình con hà có ngoan hiền thì vẫn là con dâu chỉ ràng buộc nhau bởi mấy đứa cháu vì thế mình phải tỉnh đòn khuyên bạc cho tốt nhất với hóa chứ mình không bảo vệ nó thì ai bảo vệ nghĩ thế nên bà gọi điện thoại cho hóa luôn để cậu về nói rõ mọi chuyện thực hư từ đó có đối sách phù hợp hà đã định về nhà mẹ đẻ nhưng mẹ chồng giữ lại nên cô vào bếp nấu ăn cùng bà cô muốn đợi hóa về ba mặt một lời cũng cần thực hiện đúng chiến thuật mà mẹ các em các bạn đã khuyên là cần mềm mỏng nhẹ nhàng ngoan hiền với gia đình bên chồng để chính hắn bị cô lập trong nhà hắn cô cũng biết chắc trong lòng để có thái độ đúng mực khôn ngoan. Nhất định mẹ chồng sẽ bênh con trai, dù yêu quý con dâu, dù biết con trai mình sai trái. Hiểu vậy, nên dù uất ức thì Hà vẫn tự quyết trong lòng, mình phải ngọt nhạt với mẹ chồng để tranh thủ sự nghiêm khắc của bố chồng, hạn chế bớt sự che chở cho con trai của mẹ chồng. Chẳng phải đợi lâu, 11 giờ 30 hóa đã về thấy cái xe của vợ là chẳng biết chuyện gì rồi, đằng nào cũng phải công khai ra, thế càng tốt. Hà quay đi, không chào hóa, còn anh thì chỉ hỏi một câu: em về đấy à? Ông trường gọi hóa lên phòng khách, bắt đầu bằng một cái tát trời dáng vào mặt thằng con trai, giọng nghiêm khắc: ngồi đây, nói cho bố mẹ biết chuyện gì. Lèn lén, lén chùi máu ở khóe miệng, rồi ngồi vào trước bố mẹ, hóa nói. Còn gặp Sen, trong lúc mềm lòng, đã lỡ quan hệ với cô ấy. Giờ Sen có thai hơn 4 tháng rồi. Sao không xử lý sớm đi? Nó không nói, đến khi cái thai lớn mới nói cho con biết. Cả ông trường lẫn bà Nhâm đều tỉnh táo, hiểu ngay con trai hư hỏng, nhưng dại dột nên bị bẫy. Còn ý đồ kẻ đột nhập đã hiển hiện rất rõ qua việc giấu cái thai cho đến khi không thể phá được nữa mới công khai ra. Ông Trường cười khẩy nói. Tức là nó xác định cướp chồng, có thai là nó coi mình đã sở hữu vũ khí quan trọng nhất. Đương nhiên nhất định để đẻ nuôi. Mày bị bấy rồi, thằng ngu ạ. À. Vâng, có lẽ như thế bố mẹ ạ. À. Nhưng sự thể khiến con không thể lùi được nữa. Lử mắt, ông Trường chất vấn như hỏi cung thân quen nhau từ bao giờ gần một năm rồi ạ à. hoàn cảnh nào cô ấy là khách hàng thường gọi con đưa đi làm trong một lần đưa sen về phòng trọ trời mưa sập xuống con đưa sen vào phòng trọ thì cả hai ướt nhẹp cô ấy kéo con vào tắm thay tạm bằng quần áo của cô ấy trong khi chở hông khô quần áo sen mời con ở lại ăn cơm cùng điện đột ngột mất mà rồi quỷ kiệt thế nào con đã không kiềm chế được. Vậy là đã quan hệ quá đà. Rồi từ đấy, gần như ngày nào con cũng đưa đón Sen đi làm miễn phí, rồi về ăn cơm với cô ấy. Nó làm nghề gì? Cô ấy là thợ cắt tóc vội đầu. Đúng là mèo mả gà đồng. Tính sao đây? Con cũng thương Sen. Cô ấy yêu con, đòi con ly dị. Rồi hai đứa cưới nhau. Cái gì? Trần Hóa cứ gì gì dưới đất, lúng túng trước bố mẹ, nhưng xem ra ý muốn đến hẳn với Sen đã rõ. Bà Nhâm gọi Hà lên hỏi. Trước mặt bố mẹ, hai đứa phải trả lời dứt khoát chuyện của chúng mày. Vâng. Hóa nói trước nhé, con còn yêu Hà không? Dạ còn. Sao yêu Hà mà lại đi với con Sen? Tính sao đây? bà nhâm quá hiểu con nó không trả lời nghĩa là đã xác định rõ rồi nên bà chuyển sang hỏi con dâu thôi được hóa nghĩ đi trả lời sau còn cái hà trả lời bố mẹ có còn yêu thằng hóa không chuyện xảy ra như vậy con tính sao thưa bố mẹ thưa anh con vẫn yêu anh hóa vậy vâng yêu nhưng chuyện anh đi chơi bời trai gái rồi có con là con nhất định không chấp nhận được. Nghĩa là con chỉ nhất trí duy trì vợ chồng khi anh Hóa dứt khoát từ bỏ, không nhận đứa con rơi kia. Cả hai ông bà đều hiểu sự khôn ngoan, dứt khoát của con dâu nên hỏi con trai họ. Được, bố mẹ đã nghe rõ ý của Hà như vậy. Ý của Hóa thế nào? Con... con không thể bỏ mặc sen được. Con xin lỗi bố mẹ xin lỗi em. Cái thai trong bụng sen đã lớn. Đó là giọt máu của con. Là dòng giống họ nhà mình. Không xử lý được nữa. Quay sang phía Hà, chàng hóa nói. Em có thể chấp nhận để anh qua lại giúp sen sinh con. Rồi tính tiếp không? Máu nóng rừng rực trong huyết quản. Hà nói dứt khoát với chồng trước mặt bố mẹ chồng. Không! Với em, hôn nhân phải có tình yêu. Tình yêu phải trọn vẹn tất cả hoặc không có gì. Không chia sẻ, không nhập nhằng, tất cả hoặc không còn gì sắc. Nghĩa là vẫn còn đủ tỉnh táo để Hà nói lên ý định của mình như mẹ, em và các bạn đã khuyên. Nghĩa là anh không thể từ bỏ được người tình thì chúng ta ly dị, cưa đứt, đục suốt, không nhập nhằng. Vậy em viết đơn đi. Nhớ lời các bạn, nhất là ý cái bảo kiên quyết dứt khoát nhưng lại không được vội vàng để xúc cảm làm chủ ý mình thế nên hà lập tức đẩy việc viết đơn ly dị sang cho hóa không anh bỏ em đi với người tình thì anh là người viết đơn ly dị chứ em có bỏ anh đâu với hóa thì đây lại là cơ hội mà sen cứ nỉ nèo đòi anh phải dứt khoát càng sớm càng tốt Thế nên Hóa nói Được rồi, anh viết Quay sang bố mẹ Hóa bảo Con xin phép bố mẹ Ông Trường, bà Nhâm Không kịp phản ứng gì để có thể can gián hai đứa Chỉ còn biết nhìn nhau thở dài thường thượt Ông Trường bảo Nghĩ cho kỹ vào Út xà gà chết đấy Không, con đã nghĩ kỹ rồi ạ à. Rồi Hóa đi tìm giấy bút Để viết đơn ly dị Hà cũng bảo con xin phép bố mẹ Ơ ờ, con đi đâu Con đi nấu cơm nốt ạ à? Thế con bé mận Cô Bình đâu Cháu ở với dì Tư bên ngoài ạ à? Đứng dậy đi nấu ăn Đầu óc Hà cứ trôi bồng bềnh bồng bềnh Nhưng cô Trấn tĩnh lại Quyết không thay đổi ý kiến Sẵn sàng đối đầu với Hóa Đến đầu thì đến Hà hình dung một tương lai Tối tăm mù mịt với mình chồng bỏ, mất việc làm, đi cầu bơ cầu bất để kiếm tiền nuôi con. Vĩnh viễn rơi vào kiếp cô quả, thu nhập bấp bênh, mất mọi chỗ dựa trong cuộc đời bạc bẽo này. Nhưng rồi Hà hất mái tóc lên, tự chấn an. Cái lình nó nói là có căn cứ, từ kinh nghiệm đời nó, thôi phải dứt khoát như vậy, cầu cho đó là điều xấu nhất, sau sẽ tốt đẹp hơn. Lá đơn trước mặt Hà như nhảy múa. Cô đã cầm bút lên. Ông Trường bà Nhâm đứng xa xa nhìn. Còn Hóa đứng cạnh chờ đợi. Bỗng như có một dòng điện xoét qua đầu cô. Kiên quyết, dứt khoát nhưng lại không được vội vàng. Gục mặt xuống. Nước mắt ở đâu trào ra. Khiến vai Hà rung lên bẩn bật. Sau mấy phút cô ngẩng lên. Em chưa thể ký khi chưa nói chuyện với con, chưa trao đổi với mẹ và các em bên nhà em. Đương nhiên, không một ai buộc cô phải ký ngay đơn ly dị. Chính hóa, sau khi viết đơn, Hà chưa ký mà cũng không thèm đọc, thì phải bỏ đi vì không chịu nổi, mẹ thì chửi rủa bố thì quát mắng. Hà thản nhiên nấu ăn xong, dọn lên cùng bố mẹ chồng ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Hơn thế, ăn xong, cô vừa rửa bát đĩa, vừa nói chuyện với mẹ chồng rất tình cảm, nhẹ nhàng rồi vào phòng vốn vẫn dùng cho vợ chồng mình nghỉ cô nghĩ ngay ra sách lược để đối xử cho phù hợp mình cứ đến ăn cơm ở đây đối xử bình thường thì ông bà không thể đuổi mình đi để đón con kia được nhưng phải về để di tản mọi thứ nhằm cầm chắc chui dao đã không thể cầm lưỡi được đến chiều bà nhâm nhận thấy chỉ chưa đến hai tiếng mà cô con dâu đã như người 5 năm năm sáu mươi tuổi gầy sạc đi tóc tai bơ phờ quần áo nhếch nhác hà rơm rớm nước mắt bảo còn buồn lắm chẳng nấu cơm nước gì được đâu bố mẹ cho con về đây ăn cơm nhé ừ mẹ cũng định bảo con thế cho cả con bé mận và thằng bình về cháu về thăm ông bà thôi phải ở bên ngoài để dì giúp đưa đi học à đầu óc con mụ mị nên chở cháu không an toàn hồi nãy đến đây còn suýt đâm vào ô tô đấy thôi cũng được những ngày này đi đứng thận trọng con nhé vâng ạ à, giờ con xin phép về chỗ chị em con bé một lát tối con xin về đây ăn cơm mẹ nhé ừ bà mẹ thấy con dâu cư xử như thế là phải đạo chồng như thế nhưng nó vẫn trọng bố mẹ chồng không hề sưng xỉa mặt mày như con loan con dâu nhà bà luận còn ấy thậm chí sách váy chửi cả họ nhà chồng không biết dạy con dạy cháu. Vài diễn mà Hà đảm nhận có vẻ ổn vì cô thụ động và bị tình cảm chi phối chứ chưa hoàn toàn tỉnh táo khôn ngoan như người ngoài cuộc được. Bà Nhâm ngẫm nghĩ Con mình là sai mà các cụ nói dài năm thê bảy thiếp gái ngoan chỉ một chồng. Còn Hà đã sắp tuổi 40 đến nơi rồi thì chồng bỏ nghĩa là sẽ vò võ một mình đến già rồi. Dựa vào con, chứ đàn bà hai đứa con lớn thì chó nó thèm ôm vào nữa. Hơn thế, tuổi gần 40, chất đàn bà sẽ hết. Vậy thì nó kiểu gì cũng vẫn họ nhà này, vì có thằng cu Bình trưởng họ nữa. Chúng chia tay thì căn nhà đã mang tên chúng nó, buộc chia hai, chắc nó sẽ quyết đòi giữ, trả ít tiền cho hóa. Đành thế thôi, rồi cũng của cháu mình mà nghĩ cũng tiếc mảnh đất. Đó là mình được thừa kế của bố mẹ. Nhưng cuối cùng cũng về cháu mận của mình, lọt sàng xuống nia. Chỉ phiền hà khi con hà tái giá. Nhưng con thợ may công nghiệp, đã hai con lớn, thì ai thèm lấy? Yên tâm. Cháu thì kiểu gì cũng phải hai đứa hai ngả. Thằng Bình đã ở bên này, thì con mận phải ở với mẹ thôi. Lá rụng về cội, nó vẫn họ nhà này, không lo gì cù hóa đèo bỏng thì khổ rồi nhưng thêm người thêm lộc chẳng việc gì mình quay lưng với cốt nhục nhà mình cả con sen nó không phải với con hà chứ với mình nó ngoan hiền thì mình cũng quý chứ sao lại từ chối vậy là định hướng đã rõ rồi bà nhâm mang những ý nghĩ ấy ra trao đổi với chồng không ngờ ông trưởng đồng ý không hề phản đối bảo tôi cũng nghĩ vậy bà ạ à. họ thống nhất cách thức Bề ngoài mình không ủng hộ hai đứa ly dị vì lỗi hoàn toàn thuộc về con trai mình rồi, nhưng cũng không nên quá hạ khắc với con trai mình. Mọi toàn tính trước Hà với bố mẹ chồng đều đúng. Việc cô cứ coi mình không thay đổi gì, xin về ăn cơm với bố mẹ chồng là cách tranh thủ lòng người khôn ngoan mà chính cô nghĩ ra. Các bạn cũng khuyên như vậy. Dọc đường đi về nhà, Hà nhớ điều còn bạn Linh nói. Tao ly dị vì mâu thuẫn lối sống quan điểm sống và cách đối xử vui với bố mẹ họ hàng hai bên xét cho cùng đó là sự đồng thuận ly hôn nên tao không chủ trương hành cho lão chồng lên bờ xuống ruộng tao không cao thượng như mày được đâu mày thì khác mày bị phản bội thằng chồng chim chuột với đứa khác đến mức có trở rồi về đòi ly dị vợ vậy thì không việc gì phải nhân nhượng cả không ăn được thì đạp đổ phải làm cho thằng chó ấy khốn khổ đã rồi mới thả cho theo ý nó được đúng Tào cũng đang nghĩ vậy. Kéo thời gian đến ly dị càng dài càng tốt, đến khi nào nó phải lạy mày, phải chấp nhận các điều kiện bất lợi do mày đưa ra thì hãy cho nó thoát, hiểu chứ? Cảm ơn Linh, tớ lại chỉ muốn đuổi thẳng cổ nó đi cho rảnh. Cứ nghĩ kỹ đi đã, đừng để cảm xúc chi phối, nghe lời chị mày, đầy kinh nghiệm đây, cần khôn ngoan vào, Cô bé ạ. À. Ừ. Để tao nghĩ đã Linh ạ. Giờ một mình, nghĩ lại lời Linh mới thấy mình mà ký đơn ly dị ngay là dại, quá dại, trúng kế của thằng khốn nạn ấy và con cướp chồng kia. Nhưng vậy là ổn, dù xấu cũng không sao. Trước mặt bố mẹ chồng, mình không thoá mạ, không chửi bới con họ, lại sẵn sàng nghĩ kỹ rồi mới ký đơn ly dị là họ ngầm hài lòng rồi. Lập tức hà chuyển sang nghĩ đến chiến thuật dành cho hóa khốn khổ thì mới ly dị được cổ quyết không ăn được thì đạp đổ hà tự ngẫm cứ để vài ngày cho thằng chó ấy và con cướp chồng nó điên đầu lên đã thì chị mày mới ký đơn nhé đúng dự đoán hóa không dám đối mặt để hỏi việc ký đơn cứ lờ đi như chẳng việc gì cả thế nên đến ngày thứ tư thì anh ta phải về năn nỉ nhờ mẹ hỏi hà xem sao bữa ấy hỗ trợ bà nhâm nấu ăn hà đã thấy mẹ chồng giấm dứ hỏi nhưng cô cứ lướt qua không nói gì về việc ký đơn ly dị cho mãi đến lúc hà lấy xe để về ngoại thì bà nhâm chạy theo hỏi thẳng thế còn đã ký đơn cho thằng hóa chưa đúng kịch bản thì hà phải rớm nước mắt nhưng không hiểu sao cô mới chỉ nghe thế thì đầu óc như bồng bềnh đất trời nghiêng ngả rồi hà ngã sấp mặt ngay tại chỗ bà nhâm vội vàng đỡ dìu con dâu vào phòng để xoa dầu chăm sóc mãi mấy phút sau hà mới tỉnh dậy cô ngơ ngác hỏi ơ con làm sao thế hả mẹ à còn bị choáng nên mẹ phải dìu vào phòng hôm đó bà nhâm không dám hỏi về cái đơn nữa còn hà cứ nằm nghỉ rồi tối lại ăn cơm với bố mẹ chồng sau bữa ăn Chấp hành lệnh của vợ, ông Trường hỏi khéo. Thế hai đứa xúc tiến công việc đến đâu rồi? Con chẳng biết đâu bố ạ. À. Thì, thì còn phải ký đơn, thẳng hóa mới xúc tiến được chứ. Ờ, bố, bố mẹ muốn đuổi con à? Không, không, là bố quan tâm thôi. Vậy thì bố mẹ nói anh ấy cứ đơn phương đột đơn ly dị, còn không nỡ ký thì thấy bé mận vào cu bình ngơ ngác để bố nói với thằng Hóa. Trên đường về nhà để lấy các thứ gửi mẹ đẻ, Hà ngẫm. Kệ, cho hắn tự nộp đơn đơn phương. Từ khi nộp đơn đến khi xử xong còn chán chê. Điều đầu tiên mình làm là sẽ lật lọng, xem như không ký là bị ép, sẽ phản đối tòa án. Sẽ cứ lẳng nhằng như con thi cùng phân xưởng đã làm. Thì 6 tháng mới ly dị xong, kể cả ly dị thì mọi bất lợi, hóa là người chịu chứ nhất định mình chẳng việc gì mà phải nhân nhượng với hắn cả việc đầu tiên khi về nhà là hà xem cái tủ có hề hấn gì không cô thấy có dấu vết hóa về nhà lục lọi nhưng cô đã giữ hết chìa khóa từ trước ý nghĩ của hà là mình chưa ký đơn có lẽ hóa không dám vội gây hấn nên hắn không cố phá tủ chính vì thế việc đầu tiên mình cần làm chính là thủ thế về kinh tế đã Thứ nhất là cuốn sổ tiết kiệm còn con, một ít tiền mặt để đề phòng bất chắc, toàn bộ nữ trang và hai chỉ vàng được cho từ ngày cưới còn nguyên vẹn. Khoản này dù do mẹ chồng cho là chính, nhưng bà Nhâm chẳng thể biết chi tiết lúc này mình còn giữ được gì, nên mình lấy mang gửi mẹ nghĩa hết. Thứ hai là cuốn sổ hồng ngôi nhà, hạng nghĩ. Lẽ đương nhiên, theo luật pháp ngôi nhà của vợ chồng mình nhưng gốc gác là bố mẹ chồng cho. Nên mình mang gửi bố mẹ chồng cùng với cuốn sổ hộ khẩu luôn để hóa chẳng thể làm gì được. Như thế là thể hiện mình là đứa con dâu ngoan ngoãn, biết điều, đàng hoàng mà tỏ quý trọng gia đình chồng. Là một chiến thuật mềm mỏng, là mềm buộc chặt. Dù họ thương, ủng hộ con trai, họ cũng không làm ngược được. Hóa đành nộp đơn ly dị mà không có chữ ký của Hà. Một tuần sau, các loại thủ tục ly dị bắt đầu nhúc nhích, nhưng đã đủ thời gian nghĩ chín rồi. Hà cứ đùng đỉnh, mục đích là bằng mọi cách câu giờ. Mãi đến khi tòa án mời đến lần thứ ba, Hà mới đến mà cũng chỉ nói vài câu. Tôi là công nhân lao động thấp cổ bé học, hiểu biết luật pháp kém, đã bị chồng bỏ, lại bị tòa án tiếp tay cho đứa phản bội để hạ hiếp nạn nhân. Bởi thế tôi nói rõ với các người rằng tôi không được ý ly dị. Các người có toàn quyền, muốn bắt tôi ly dị thì tôi phải chịu, còn cá nhân tôi không đồng ý. Ép là tôi tự tử cùng các con ngay bây giờ. Trước đó, chị đã đồng ý miệng để ký đơn rồi mà. Vâng. Tuy tôi đã đồng ý bằng lời để ký đơn, nhưng đó là anh ấy đi với gái, có chuyện 5 tháng rồi, nên về gần hắt ép buộc tôi phải ly dị. Tôi sợ đánh đau lắm, nên đã phải vừa khóc vừa đọc đơn không dám ký khi các con còn thơ. Các người câu cho tôi giúp việc ly dị thì cứ việc xử đơn phương, nhất định tôi không đồng ý. Nói rồi, cô đưa ra lá đơn xin rút lại tờ đơn ly dị trước đó đã đồng ý miệng nhưng chưa ký. Vừa nức nở khóc, vừa thổn thức bảo. Các người cứ yêu cầu anh ấy viết đơn khác đơn phương xin ly dị. Vì lý do người tình đã trở to rồi, các người cứ xử để khuyến khích mọi người ngoại tình. Còn tôi nhất định không đồng ý ly dị nữa. Chúng tôi sẽ xem xét có lý, có tình, bao giờ cũng bảo vệ phụ nữ. Chị đừng nói như vậy. Tôi biết cái tình của các người rồi. Cứ xử bắt tôi ly dị đi. Tôi sẽ đưa con gái, con trai tôi đến đây. Cho chúng nó mỗi đứa một nhát dao chúng tim rồi tự tử tại đây. Sau khi đơn gửi đi khắp nơi tố cáo các người cố tình giết mẹ con tôi. Thả bà mẹ con tôi cùng chết còn hơn chịu khổ nhục. Chị không được phép nói linh tinh ở đây. Chúng tôi có video bằng chứng để có thể quy trị tội đe dọa giết người đấy. Vâng, xin cứ bắt, cứ tử hình tôi tội giết người. Nhưng tôi nhất định không sợ đe dọa để buộc phải ly hôn đâu. Đương nhiên, đó là cô cứ nói bậy bạ lên, mục đích để người ta không thể xử ly hôn nhanh được. Thế nên năm lần bảy lượt họ mời, khi thì cô không đến, khi thì đến nhưng chỉ bù lưu bù loa, hết khóc nức nở, đến dọa tự tử, dọa giết con nếu hút bị xử ly hôn. Đương nhiên, người ta chưa thể làm gì được. Thưa các bạn, vậy là Hà cũng đã được các bạn của cô khai sáng. Cô đã dần tháo được cái vỏ ốc của tự ti mặc cảm. Nhưng số phận lại chớ trêu khi chồng Hà bước vào mối quan hệ ngoại tình. Rồi đây cuộc đời Hà sẽ ra sao? Thế là cứ giảng dai, mục đích của Hà là câu giờ để hành cho đối phương lên bờ xuống ruộng mới chịu ly dị mà. Cái bùng chửa của cô bé Sen, người tình của Hóa đã to ỉnh ra rồi. Gia đình ấy cũng tìm cách gây áp lực với Hóa, nhưng nào có làm gì được hả đâu. Cô đến tận chỗ ở của tỉnh địch, trước mắt cả bố cô Sen lên xem tình hình con gái. May sau gặp cả Hóa cũng ở đó. Hà nói rất nhẹ nhàng, không chửi bới, hạ nhục, xúc phạm mà bảo thật lòng. Chồng tôi lăng nhăng, em Sen không có lỗi, bố mẹ cô không có lỗi, nhưng các vị còn lâu mới đạt được nguyện vọng cướp chồng của tôi nhé. Thái độ tương hứng của Hà khiến họ vừa lo sợ, vừa bực tức và phải cúi đầu nghe. Chỉ có mỗi giết Hà là điều họ muốn, xong không dám làm thôi. Hà vẫn đến nhà mẹ đẻ để đưa con đi học, chưa đón con về nhà mẹ chồng ăn xong mới về nhà mình. Chiều đưa con đến nhà mẹ chồng ăn xong để con ở đó về đi bán trứng vịt lột rồi dì tư đón giúp một đứa về ngoài. Nhiều lần khóa về để nói chuyện đàm phán, Hà khóa cửa, không cho vào nhà. Rồi một lần điên tiết, khóa phá cửa, cô gọi điện cầu cứu bố mẹ chồng và gọi công an khu vực. Cũng ức chế quá mà bất lực, trước mặt cả bố mẹ, công an khu vực và nhiều người tò mò khác mà hóa chỉ tay vào mặt hàng hét lên. Ly dị mày cũng không đồng ý, về nhà mày cũng không cho, tao sẽ giết mày. Đương nhiên, không ai cho hóa làm việc ấy. Cô cứ bình tĩnh ghi âm, nhờ người quay phim lại toàn bộ sự việc để làm tư liệu trình bày với tòa án. Thời gian cứ trôi đi, sự việc cứ rằng dài mãi, bụng chửa của Sen đã gần 9 tháng rồi, nên hóa đã gần như phát điên lên vì bị quá nhiều áp lực. Hà vẫn lạnh tanh cười cợt để khiêu khích. Chỉ đến khi nhóm của Cúc, Linh, Bảo Gọi Hà đi uống cà phê trao đổi, rồi mẹ và em gái, em trai khuyên thì Hà mới chấp nhận xuống thang linh bảo. Lão hóa đến gặp cả tao, Bảo và Cúc nhờ tác động giúp, tao nói rằng: "Anh ạ, à, chúng em không can thiệp vào việc riêng của anh và bạn em đâu. Tuy nhiên, chính anh phải thể hiện thiện chí." Em thấy Hà nó quan tâm nhất là việc trợ cấp nuôi con và việc chia căn nhà. Khi Hóa đến quỳ xuống xin lỗi mẹ vợ thì bà nghĩa bảo sự việc đã lỡ rồi hai đứa không ở được với nhau thì ly dị nhưng cậu phải thể hiện rõ trách nhiệm với con cái thế nên bà nói lại với hà đừng giả néo đứt dây con ạ à, đồng ý ly dị đi được rồi vâng hà tự kiểm điểm lại xem còn sơ suất gì không thấy ổn cả nên chủ động gọi mời các bạn gái của mình đi uống cà phê để tham khảo thêm cho chắc chắn. Ngồi chờ các bạn hả ngẫm. Thật công bằng thì mình và Hóa chẳng còn nợ nần gì nhau. Mình đã được anh ấy lấy làm vợ và yêu thương nhau trọn nghĩa 14 năm. Việc Hóa đi ngoại tình cũng có phần nhỏ là lỗi của mình. Thôi tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Chưa biết cuộc sống phía trước thế nào. Nhưng không lẽ không làm nuôi được con ư. Hà ơi, đừng buồn nữa, hãy dũng cảm tiến lên. Hà ngồi đợi bạn, tự kiểm lại trong đầu ý tứ mẹ và các em khuyên. Điểm quan trọng là mẹ cùng em trai cô lấp lửng việc sẽ chia căn nhà. Còn cầm chui trong việc phân chia tài sản vì hóa tự bỏ nhà đi với gái. Trong khi chính con nuôi con và sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà đã mang tên hai vợ chồng rồi. Vâng, ý mẹ là... Ý mẹ là đừng để ngăn đôi nhà, quyết đòi cho được. Việc mình giữ lại nhà, trả tiền phần của nó cho nó. Hoảng hồn, Hà nói lại cho mẹ rõ. Nhưng, nhưng giá đất khu nhà con đã lên 40 triệu đồng mỗi mét vuông rồi. Nghĩa là phải trả nhiều tỷ đồng mới giữ được cả nhà mẹ ạ. Mẹ đã nghĩ nát nước rồi, đã bàn với hai em rồi sẽ thực hiện sớm di chúc của bố là là mẹ cùng hai em, chủ yếu là vợ chồng thằng Ba sẽ tìm nguồn để chuyển cho con khoản tiền trả cho hóa nhằm giữ lại nhà. Khi ấy cùng lúc giải quyết được nhiều việc mà con sẽ nhẹ lòng. Mọi người bên nhà mình cũng không áy náy. Nhưng nhưng con lấy đâu ra tiền để trả lại mẹ và em ạ? À? Đã bảo là thực hiện sớm di chúc của bố mà. Lúc ấy Hà vẫn ngơ ngác hỏi lại Con vẫn không hiểu gì mẹ ạ à? Thôi không cần hiểu Việc của con là chấp nhận ra tòa ly hôn Quyết giành việc nuôi con mận Và giữ lại cái nhà Cần bao nhiêu tiền để trả hóa Mẹ và em sẽ giúp Việc nhà mình tính sau Thế nhá Vâng ạ Giờ nhớ lại Thì Hà hiểu rồi Ừ chắc khoản tiền ấy Nghĩa là mình được chia tài sản bố mẹ để lại dù mẹ vẫn còn sống thì thực hiện sớm. Cô nức nở trong lòng vì thương mẹ. Còn chưa báo đáp hiếu nghĩa gì cho mẹ, mà là mẹ phải nặng lòng vì con. Con thương mẹ quá, mẹ ơi! Cúc vừa đến, chưa kịp gọi đồ uống, đã phán. Mày ngọt nhạt với bố mẹ chồng thế là chuẩn, rắn với hóa, nhưng lại phải mềm mỏng, ngoan ngoãn với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, nhất định họ thương con trai họ hơn thương mày. Thế nên đừng làm quá lên, giả néo đứt dây, họ sẽ quay lưng là mày mất nhiều đấy. Tớ quyết định xuống thang rồi, trả tự do cho hắn với điều kiện căn nhà thuộc về tớ. Cúc hài lòng phán, chuẩn, một khi chồng không còn là của mình thì hai thứ còn lại quyết phải giữ là con và nhà. Con đương nhiên hai đứa, mình nhận nuôi một, nên chỉ cần chiến đấu có căn nhà là ổn. Mọi cái khác linh tinh không quan trọng đâu. Nhất trí, đơn giản thế cho mau. Một lúc sau, Linh đến. Cô bảo ngay. Hành cho lão ấy thế cũng đủ rồi. Dừng lại đi thôi hả? Giả dạ, néo đứt dây đấy. Hắn khổ một thì mình cũng khổ một chứ kém gì đâu. Chỉ để thỏa mãn sự căm tức thì là dại. Ừ, tao nghe lời chúng mày. Bảo mãi sau mới đến khi ba đứa đã nói chuyện chán chê. Tuy vậy, Hà vẫn nói lại tình đầu chí cuối cho Bảo nghe. Mụ Bảo bĩu môi, cười giả lả một cách rất đẹp. Người ta bị chồng bỏ thì gầy sọp đi, tóc tai bơ phờ, quần áo nhếch nhác, mắt thâm quầng. Còn mụ này bị chồng đòi ly dị, béo trắng ra, xinh xẻo hơn, mắt sáng long lanh. Thôi, đùa vậy nhé việc của mày dừng được rồi hành nó thì mình cũng khổ chứ sướng gì đâu mà hỏi thật từ hôm ấy đã có lần nào gã đến gạ để giải hòa hay đút nốt ái tình nhằm mua chuộc không nàng hà cũng cười tút tớt thì cũng có nhưng chỉ mảnh nghĩ trước khi hắn đến đây đã thỏa mãn với con chửa ấy rồi biết tổng đây chỉ là trò lừa tình để mua chuộc bởi thế dù nhiều tháng ăn chay đã có lúc hát đến cháy bỏng học mà dông tố ảo đến chị điên tiết lên đá cho gã một nhát đúng trung tâm chỉ huy hành quân hư hỏng làm lão ta đau quá ngã lăn ra có bị hắn đấm hay tát cho không không mới lạ nhưng chị đã lường trước nên không những né được mà còn bố trí sẵn vừa mồm năm miệng mười để quay phim chụp ảnh ghi âm lại đàng hoàng, mang đưa cho bố mẹ chồng xem, rồi chuyển cho tòa án. Giỏi! Đùa cợt chán, rồi lại quay về chuyện nghiêm túc. Bốn nàng quyết định hà ra tòa đồng ý ly hôn với các điều kiện thuận lợi nhất. Linh dặn thêm. Hà đến nói chuyện với bố mẹ chồng trước, bắn tin chấp nhận ly dị, cứ nước mắt lã trã, miệng dẻo như kẹo kéo vào, thêm bạn bớt thù, chứ mất mát gì đâu, hiểu không? Ừ, mình vẫn làm thế mà. Rời quán cà phê, theo gợi ý của Cúc và Linh, cô sửa sang lại cho tóc tai rũ rượi, quần áo sọc sạch. Rồi hà đến thẳng nhà bố mẹ chồng, cô nhào vào lòng bà Nhâm, khóc nức nở, vừa thổn thức vừa nói. Mẹ ơi, anh Hóa không cho con làm dâu ngoại nữa, thì con đành chịu suốt thời gian qua còn cố tìm cách níu kéo mà không được nữa rồi ảnh hóa quyết bỏ ba mẹ con con kéo dài chỉ thêm khổ nhau thôi dù vẫn yêu anh ấy xong con nghĩ chán chê rồi đành chấp nhận ra tòa ly hôn trả tự do để anh ấy đi với gái mẹ ạ bà nhâm và ông trường cùng thấy đây là cơ hội của con trai mình nhưng giả đò hết lời an ủi hà bằng những lời thân thương thậm chí bà nhâm cũng diễn không kém cô diễn viên con dâu nước mắt chứa trang thấy vai diễn của mình khá đạt hà nói tiếp không được làm con dâu bố mẹ nữa con đau lòng lắm bố mẹ ơi nhưng con xin bố mẹ hãy coi con như con gái nhé đúng rồi mẹ cũng muốn nói với con như thế đã thu phục nhân tâm rồi hà liền cài ý mình vào còn nhờ bố mẹ báo để anh Hóa biết con chấp nhận đi dị rồi. Điều kiện của con là giữ lại căn nhà để có nơi mấy mẹ con chú ngủ. Bố mẹ biết còn có nơi nào khác đâu. Chắc họ sẽ giám định giá trị rồi quyết con phải trả cho anh Hóa bao nhiêu tiền để giữ được cả căn nhà. Xét cho cùng, căn nhà ấy là quà bố mẹ cho chúng con. Nào ngờ bây giờ phải xé lẻ ra nhưng còn có tiền đâu con sẽ nhờ mẹ nghĩa và các em ruột họ hàng hỗ trợ để trả anh hóa khoản ấy nếu không thể được nữa thì mới phải ngăn đôi nhà được rồi được rồi bố sẽ báo cho hóa bà nhâm là người hiểu biết nên đã xác định trước điều này bà nói thẳng luôn ra bố mẹ hiểu tình thế cần như vậy không còn cách nào khác con ạ bố mẹ sẽ xem xét hỗ trợ còn một ít. vâng, con cảm ơn bố mẹ. cô vẫn ở lại nấu cơm, ăn cơm với ông trường, bà nhâm như vẫn là con dâu. thậm chí lúc bà nhâm dành việc rửa bát, hà ôm lấy thắt lưng bà nức nở. mẹ cho con giúp đầu vào nách mẹ khóc đã đời một lần nữa, rồi thôi, mẹ nhé. ừ, khóc đi cho thỏa, cho nhẹ lòng. đàn bà khổ lắm con ạ. À. Nhưng bà Nhâm cũng kịp gài ý mình về việc nhận nuôi đứa cháu Đích Tôn một cách rất khéo léo, tinh vi. Còn bé Mận cũng là đàn bà. Hãy chằm bẵm để nó không thiệt thỏi con nhé. Đương nhiên, Hà hiểu cách thông điệp tế nhị này của mẹ chồng. Nên cô chỉ trả lời thật đơn giản. Vâng ạ. Cuộc đàm phán ngầm vậy là xong xuôi mỗi người đều thấy mình chiến thắng rực rỡ. Ngày khi Hà lên xe về, thì hóa đã được bố mẹ gọi điện triệu đến. Anh được cả Sen cùng về ra bắt bố mẹ mình. Cũng bởi có Sen nên kết quả cuộc đàm phán với Hà càng có ý nghĩa. Mọi người đều hả hê vì thắng lợi đã hiển hiện, nhất là Sen. Cô nàng Sen không thể giấu được nỗi vui mừng, hỏi bố mẹ chồng tương lai mà như thú nhận trắng ra âm mưu cướp chồng của mình từ trước. Bố mẹ ơi, liệu chị ấy cho chúng con được bao nhiêu để giữ lại căn nhà? Ông trưởng, bà Nhâm đều chố mắt nhìn đứa đã lường gạt con trai mình. Giờ sắp thành con dâu, họ đều nghĩ. Nó trắng trợn bộc lộ rõ động cơ, nhưng xét cho cùng cũng là thật thà. Thôi thì đằng nào cũng chẳng thay đổi được nữa. Hóa đủ thông minh để ngầm đá chân sen nhắc nhở, nên cô im bặt lại. Ông Trường thì hiểu rõ điều này, định lên tiếng, nhưng bà Nhâm bấm sườn ông ra hiệu, rồi giành nói trước. Mẹ áng chừng tòa sẽ quyết khoảng 2 tỷ đồng. Khoản tiền này chính là ông bà nội nhận lại số tiền đã đầu tư để nuôi cô Bình đến trưởng thành. Rất rõ ý, ông Trường không phục sự thông minh quá sắc của vợ. Một câu mà đã nói thay rất nhiều điều rằng hử anh chị không có quyền xí sớm quạt tiền ấy lo mà làm nuôi nhau số tiền được chia sau ly hôn chính là tiền chúng tôi lấy lại để giúp chúng mày nuôi cháu đương nhiên xem chết lặng sau câu nói ấy không thể ú ớ được đến một lời hóa cũng hiểu đó là câu chốt hạ không cãi lý lại được nhưng anh cố vất vát thời nay mà đi thuê nhà chỉ chúng con không nuôi được cháu đâu ạ à. việc ấy của anh chị bàn với nhau chứ sao lại nói với chúng tôi hả chúng con xin một nửa để mua túp lều trong ngõ hẻm bố mẹ ạ à. tính sau làm bậy được thì chịu khổ được vâng với hóa đây là một thất bại nhưng anh hiểu bố mẹ nhất là mẹ rất thương mình nên nói thế mà khi ly dị hà xong Cưới sen rồi thì bố mẹ sẽ cho tiền để con trai mua nhà. Đành lùi một bước đã vậy. Thế là Hà chấp nhận ra tòa, đồng thuận ly hôn, cô đề nghị với tòa án. Tôi nhận nuôi cả hai đứa con, đồng thời giữ lại căn nhà. Việc trả tiền bao nhiêu do hóa đề xuất, tòa quyết định. Nếu hợp khả năng mình lo được thì tôi thỏa thuận theo. Người ta phải trưng cầu giám định giá trị ngôi nhà trị giá 5 tỷ 650 triệu đồng. Hóa đề xuất, Hà phải trả mình 3 tỷ đồng để sở hữu ngôi nhà. Mỗi người nuôi một đứa con. Anh ta muốn nuôi đứa con trai là thằng Bình. Nhưng chính Hóa vẫn đề nghị hỗ trợ Hà nuôi con mận là 2 triệu đồng mỗi tháng. Hà dãy nảy lên. Có bán tôi sang Trung Quốc, cũng không có số tiền 3 tỷ đồng ấy đâu. Cái nhà về cơ bản hai bên thống nhất để cho Hà. Riêng việc nuôi con, Bố mẹ Hóa đã nói trước sẽ nhận nuôi cô Bình. Vì thế trong lòng cô không muốn làm căng nữa mà sẽ nhận nuôi mận để cô Bình cho ông bà nội và bố nó nuôi. Ngẫm nghĩ nhận khoản trợ cấp hàng tháng của Hóa cũng lẳng nhằng mệt mỏi. Sau khi tham khảo ý kiến mẹ và các em, Hà đề nghị trả Hóa 2 tỷ đồng và không cần trợ cấp nuôi con hàng tháng nữa. Trước khi đưa ra đề xuất này, cô đã vận động hậu trường bằng cách ôm bà mẹ chồng thổn thức khóc ngay ở tòa án, rồi giảm trước ý đồ của mình mong muốn. Sự khôn khéo của Hà đã khiến bố mẹ hóa suối con trai chấp nhận đề xuất của cô con dâu. Đó là thắng lợi lớn của cô, vì ngoài tính pháp lý của cái nhà thì sự đối xử mềm mỏng với bố mẹ chồng, việc nhân nhượng để họ nuôi đứa cháu đích tôn luôn giành được sự yêu thương của hai ông bà. Hai bên nhất trí các vấn đề như Hà đề xuất để đi đến ly dị dứt điểm. Vấn đề là lo tiền để trả thì mới ký được biên bản thi hành án. Giờ đến lượt mẹ và các em Hà phải hỗ trợ. Thực ra họ đã lường trước nên chuẩn bị rồi. Ngày tối đó, chính ông Trường gọi điện cho con dâu cũ thông báo. Bố mẹ đóng góp 500 triệu đồng để con nuôi cháu mận, khấu trừ vào khoản tiền cần chuyển trả hóa. Vâng, con cảm ơn bố mẹ ạ. À vậy là cô chỉ phải lo một tỷ rưỡi thôi nếu cứ tiếp tục cò cưa khả năng sen sẽ thúc giục để hóa nhân nhượng nhưng hà không muốn làm vậy nữa cô thông báo lại với mẹ nghĩa và các em để họ hỗ trợ từ trước thì ông vinh bà nghĩa đã có ý cho mỗi đứa con một khoản để làm vốn nhưng cũng tránh việc giao hết mọi thứ cho con cái để chính mình bơ vơ khi tuổi già giờ là lúc có thể kết hợp được để vừa lo cho Hà, vừa thực hiện ý muốn chia tài sản cho ba đứa, theo ý trong di chúc của ông Vinh. Trước khi mất, ông Vinh đề xuất với vợ về việc chia cho các con thỏa đáng rồi. Bởi thế, trước khi diễn ra phiên tòa, bà Nghĩa đã nói lại ý chồng trước khi ông mất. Bố mẹ có ba con, bé Tư chưa có gia đình nhưng cũng phải được chuẩn bị, được nhận như anh chị 3 phần thì căn biệt thự này cùng đất đai họ tộc để lại là hai phần. Phần to 120m2 cùng căn nhà kiêm nhà thờ tộc cho vợ chồng tích hưởng. Phần nhỏ là 80m2 cho bé tư sau này. Còn căn hộ chung cư là một suất cho Hà, thiệt thòi hơn. Vậy nên vợ chồng tích cùng mẹ huy động tiền đủ để Hà chuyển trả cho chồng cũ. Cả Hà, vợ chồng tích và bé Tư nhất trí với tính sắp đặt của mẹ. Khoản gia đình ông Trường, bà Nhâm giảm cho Hà thì cứ để Hà giữ theo ý mình. Bởi thế, ngay sau khi phiên tòa ly dị của Hóa Hà kết thúc, bà Nghĩa đã nói. Vậy là thống nhất nhé, cho cái Hà căn hộ. Mẹ và vợ chồng tích góp lại đủ 2 tỷ đồng cho Hà trả hóa. Khi đó, căn nhà hiện tại mẹ vẫn ở cho đến chết. Sau đó quyền sở hữu thuộc tích Em Tư sẽ được 80 mét vuông ở vé bên phải sau khi cưới chồng. Nghĩa là chị Hà được 2 tỷ đồng và căn hộ chung cư, còn căn biệt thự này trên 120 mét vuông đất, cái Tư được 80 mét vuông, có đúng không ạ? À? Đúng vậy, cho đến khi mẹ chết thì vợ chồng con và cái Tư mới có quyền chính chủ. Vâng, con hiểu rồi. Bé Tư có ý kiến ngay. Ơ, ờ, biết đâu được sau này lấy chồng thế nào còn xin mẹ và các anh chị tách thửa, chuyển tên cho con luôn 80m vuông đất ấy. Sau lấy chồng thì sẽ là tài sản của con có trước hôn nhân chứ. Được thôi, mẹ sẽ xúc tiến, nhưng từng bước một, lo việc của chị Hà trước đã. Vâng, còn tiết kiệm được một ít, sẽ góp với mẹ và vợ chồng anh Tích để lo cho chị Hà. Vậy tốt rồi. Thế nhưng, thu xếp tiền tỷ không phải chuyện đùa, cậu Tích chạy bạc cả tóc mà vẫn chỉ có 1 tỷ đồng. Mọi khoản tiết kiệm của bà Nghĩa và Út Tư cũng chỉ được mấy trăm triệu đồng. Chính Hà phải đề xuất. Khoản 500 triệu đồng ông bà nội góp để nuôi cháu Mận cứ coi như cậu tích tạm nợ chị. Giờ nhờ mọi người thu xếp cho con 1 tỷ rưỡi là được rồi ạ. À. Cuối cùng thì gần một tháng sau mới chuyển tiền xong để ký biên bản thi hành án cho hóa đưa sen đi đăng ký kết hôn vì chỉ còn mấy ngày nữa là cô sinh đẻ. Thế là ổn mỏi nhẽ, Hà cảm giác như chút được một gánh quá sức. Ngay khi ký biên bản thi hành án xong, Hà mời cà phê các bạn thân yêu, những cố vấn tuyệt vời của mình. Vừa gặp, Cúc đã chúc mừng Hà. Mày thấy chưa, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, rộng thanh thang tào thấy lì dị như một món quà trên trời rơi xuống. Giờ có cả nhà và căn hộ, chỉ cần ở một nơi, chỗ còn lại đưa vào kinh doanh, chẳng cần đi làm công nhân may hay làm gì nữa cả. Đúng là đổi đời thật bất ngờ, cảm ơn các bạn. Thấy Hà ly dị xong, tươi hớn hở, đình tính toán giúp. Mẹ con mày ở căn hộ thì nhà sửa sang cho thuê được giá hơn. Chẳng cần đi làm thợ may công nghiệp nữa. Muốn kinh doanh thì đem căn hộ thế chấp, lấy vốn làm ăn. Nếu mày ở hoàn cảnh của tao thì tính sao? Con gái rồi sẽ lấy chồng. Con trai có bên nội lo. Mày đừng giữ lắm nhà, nhiều cửa làm gì cho khổ. Chỉ cần một nơi, ra tấm ra món để ở đàng hoàng. Còn thì bán bén đi, lấy tiền sống vung vinh. Có khi nhờ ăn chơi, mặc đẹp, lại lừa được một chàng gia trò ấy chứ. Thôi, Tào lại nghĩ chưa có khi nào ý nghĩa của độc lập tự do hạnh phúc lại hợp với mình đến thế. Thấy chưa, lúc chưa ly dị thì cứ run cầm cập lên. Việc gì phải các bạn nói, Hà tự nhận thấy rõ tâm hồn mình phơi phới sau khi hoàn thành ly hôn. Không chỉ tinh thần thoải mái mà sự tự chủ kinh tế khiến cô chưa bao giờ thấy mình sướng đến như vậy. Từ ý tưởng của các bạn, Hà ngẫm nghĩ. Nếu hóa không lăng nhăng, thì lúc xí nghiệp may có việc, mình cứ làm công nhân may với lương tháng mấy triệu đồng đủ sống lắc lẻo. Suốt ngày lo bị phạt lương vì chất lượng sản phẩm kém, vì đi muộn về sớm, vì cái hệ tiêu hóa bài tiết khốn nạn của mình. Cứ đòi đi đái đi ỉa nhiều hơn quy định nên bị phạt tiền suốt. Vì còn khi xí nghiệp may không có việc làm, thì mình mãi ôm cái thúng xôi, thúng trứng vịt lộn, dãi dầm nắng mưa ngoài ngã tư, thu nhập thất thường, chỉ đủ nuôi con. Thế mà từ trên trời rơi xuống, cái con sen lại quyến rũ được thằng chồng phải rõ của mình. Thế là chia tay. Mình cũng đã hành cho nó lên bờ xuống rộn rồi mới chấp nhận cái sự đường ai nấy đi này. Vậy, hóa là thằng phản bội hay ân nhân đây? Hắn phản bội mình mà lại thành ân nhân, thế mới lạ. Điều không ngờ, chia tay rồi, mình có trong tay cơ ngơi gần chục tỷ đồng. Cứ cho là hai mẹ con đi thuê nơi ở hết 2 triệu đồng mỗi tháng thì với căn nhà và căn hộ chung cư, nếu cả tháng hai cái cho thuê, bỏ rẻ cũng được 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Thế mà nhà vẫn của mình, chứ mất đi đâu đâu. Nếu bán cả hai cái để gửi tiết kiệm thì giá chót mỗi tháng cũng có 50, 70 triệu đồng lãi. Việc gì phải đi làm với lương tháng 4 triệu đồng nữa nhỉ? Ôi, em cảm ơn anh Hóa đã phản bội em nhé. Cảm ơn em xem đã cướp chồng chị nhé. Bản thân mình lúc này cần gì? Cần ăn ngon, cần mặc đẹp, cần cười duyên. Để nói như con Cúc là câu cho được, quyết lừa một thằng ngốc nào đó. Giờ độc lập tự do hạnh phúc rồi, mình chẳng cần dựa vào thằng nào sắt. Người đến với mình phải đủ năng lực kinh tế, đảm bảo cuộc sống cho cả hai. Cái mình đang có phải đề phòng lúc trời xoay đất chuyển. Vậy thì khư khư giữa cả làm gì để căn hộ hai mẹ con ở, bán phứt cái nhà đi, ăn tiêu, đầu tư cho cuộc sống chứ. Thế là một định hướng được mở ra thật sáng sủa, cô tự vấn. Còn con gái, nó cần gì bé cần khỏe mạnh, ăn ngon, mặc đẹp để học hành đến nơi đến chốn. Sau lớn lên, đầu tư cho một việc làm rồi lấy chồng. Từ đó con tự lo thân nó. Vậy đâu cần để của hồi môn cho nó làm gì chứ? Định hướng cho hai mẹ con càng rõ ràng hơn. Cuối tuần đi cà phê với mấy cô bạn. Điều Hà nói ra như ý nghĩ trên khiến cả Bảo, Cúc và Linh kinh ngạc. Vì chúng không nghĩ con bạn ít học mà thông minh, tỉnh đòn thế bảo Đã có một nàng Hà hoàn toàn khác xưa nhé. Suy đi tính lại, cuối cùng hai mẹ con Hà về ở căn hộ chung cư, huy động mọi nguồn vốn, thuê sửa căn nhà cũ thành năm phòng cho thuê trọ bình dân. Chẳng khó khăn gì khi cho thuê được 1,2 triệu đồng mỗi phòng, thu 6 triệu đồng, nhiều hơn cả lương nếu đi làm 10, 12 tiếng mỗi ngày suốt 26 ngày trong tháng nghỉ xong chơi mãi cũng chán hà tính chuyện đi làm cho vui là chính chứ không đặt nặng về thu nhập cô, cô bảo chúng mày tư vấn cho tao việc gì làm cho vui đi làm thợ may tao không hợp nữa bán trứng vịt lộn với xôi thì chán quá rồi linh bảo mở quán cà phê hay hàng ăn đi eo ơi không dễ đâu vất vả lắm tao thích đi làm thuê hơn là chật vật làm chủ cái bảo rủ mày đi với tao, xem cửa hàng thời trang. Nếu hợp, tao sẽ giới thiệu mày đi bán hàng cho chị bạn. Thì tao cũng liều thử, có không mất gì đâu. Thế là đi với Bảo, rất thích bán hàng, nhưng Hà không đủ tự tin nên chưa muốn ra mắt chị chủ cửa hàng ngay. Cô bảo, mày bày cho tao cách trang điểm, anh mặc với. Đứa nào bán ở đấy cũng xinh như hoa hậu, nói năng nhẹ nhàng cười duyên mặc đẹp. Mình y như con quạ lọt vào giữa bảy công vậy. Đừng sợ, chị chủ thiện trí lắm, chị ấy sẽ đào tạo mày. Thôi cũng liều, nếu mất, chỉ mất sĩ diện hão thôi. Có thế chứ, dũng cảm sông lên, Hà ơi! Mất một tuần để bảo đưa Hà đi làm tóc, đi sửa răng, làm móng tay để biến cô công nhân may thành một cô gái thị thành chính tẩy. Bản thân Hà cũng kinh ngạc về hàm răng trắng bóng của mình. Hóa ra xưa nay cô để mảng bám dày, vừa bị chảy máu, vừa mất vệ sinh lại mất mỹ quan. Tốn thêm nhiều ngày, các bạn mất công dẫn đi, đào tạo để lột xác cho Hà về trang phục và các mặt khác nữa. Mỗi đứa, Cúc, Linh góp vào một chút, từ luyện dáng đi đến tập cười, tập nói cho hợp với nhân viên bán hàng. Với tâm lý thoải mái, tự tin hơn, hôm sau Hà đồng ý đi cùng để bảo giới thiệu với người chị bạn của Bảo việc Hà đi bán hàng thuê cho cửa hàng thời trang tiền cá Ariane. Cô xác định để thanh thản đầu óc là chính, chứ không hề xác định thành một nghề tâm huyết, càng không phải với động cơ kiếm tiền. Lúc đầu, Hà cũng quá ngô nghê, nhưng chị chủ rất dễ mến, luôn hướng dẫn Hà từ cách trang điểm đến nụ cười, từ dáng đi đến giọng nói. Như trời hạn gặp mưa, cô tiếp thu những kiến thức ấy, như thể chính mình sinh ra chỉ để đi bán hàng vậy sướng nhất là hà được chị lý anh chọn cho mấy bộ rất đẹp cho mượn mặc để bán hàng cứ y như cô tấm hóa thành tiên vậy chị lý anh chân tình bảo cái bảo là khách hàng thân thiết ở đây nó đã giới thiệu em thì chị có trách nhiệm đào tạo cho nên cơm nên cháo vâng em chăm sự nhờ chị ạ à. mà chị cũng nói thật chỉ thấy ở em tiềm năng một người bán hàng giỏi mới nhận nếu em không có tiềm năng trời cho ấy thì chị cũng không thể nhận đâu vâng em hiểu ạ à. em như cục kim cương còn lấm đất dù gì chưa hề được mài rũa nên chưa long lanh đâu phải khổ luyện mới biến cái năng khiếu ấy thành thực tế kiên trì chịu khó thì em nhất định nỗ lực được chúng ta cùng nhau chế tác cho viên kim cương ấy óng ánh lên khi đã thành công đừng có bỏ cửa hàng của chị mà đi đấy vâng chị ạ à. từ hôm ấy chị lý anh huấn luyện hà ở mọi lúc mọi nơi vừa thấy hà bán xong món hàng chị đến bên bảo em chào khách hàng phải nhún chân một tí cho điệu làm thử lại chị xem nào cô làm theo chị làm mẫu lại cô lại sửa chị lại chỉnh nét mặt đừng căng thẳng thế tươi vào nào điệu cười ngậm đúa chị hay dậy đâu rồi quên à hà lại nhún chân miệng mắt cùng cười thế mà chị lý anh vẫn bảo hai ngón tay út và ngón cái cầm nhẹ vào váy hơi cong các ngón khác ra khi nhún chân thế thế rất đẹp đấy nhưng khi tiễn một khách xem mà không mua hàng hà chỉ lạnh lùng mở cửa tiễn liền bị chị lý anh phê bình luôn người ta vào em đón thế nào thì dù mua hàng hay không, em vẫn phải chào tạm biệt như thế. Lần sau, họ sẽ quay lại mua cho em, nhớ chưa? Vâng ạ. À. Mọi thứ, Hà thay đổi không ngờ. Cô gái 36 tuổi mặn mà, đẹp lên từng ngày. Hôm nhận tháng lương đầu tiên, chính cô chủ động mời các bạn uống cà phê tối chủ nhật. Còn Cúc cười hơ hớ bảo. Tao chờ mày bao những quân sư quạt mo chúng tao chuyến du lịch Bali hay bu khẹt cơ. Bữa cà phê này là chuyện nhỏ nhé. Đúng là trời xoay đất chuyển chưa? Từ mái tóc được sửa sang chăm chút, đến hàm răng đi nha sĩ tẩy trắng sửa sang. Từ làn da dùng mỹ phẩm tốt, đến móng tay được Linh dẫn đi sửa. Đã biến Hà thành người khác. Ấy là hình thức bề ngoài, còn dáng đi như thể nhún nhảy ánh mắt có hồn, giọng nói điệu đà nữa chứ. Tất cả khiến mọi người thấy Hà đổi thay như cô Tiên vừa lột khỏi xác cô công nhân may ra. Mà cũng lạ, từ một thợ may đội ngũ công nhân đi xe đạp, Hà đổi luôn lên thành tiểu thư đi xe SH nên nhiều người ngỡ ngàng không nhận ra. Còn bảo nhìn từ đầu đến chân Hà thốt lên. Ai bảo ly dị là khốn khó? Ai bảo chồng bỏ theo gái là thảm họa bất hạnh? ạ à, mày đẹp lên một cách dã man ly dị muôn năm học tập hà bỏ chồng đi chúng mày ơi hà cười bẽn lẽn cô cũng tự ý thức được mình thay đổi thế nào bữa hà đến thăm con trai ở nhà chồng cũ cả ông bố lẫn bà mẹ đều sững người nhìn cô con dâu cũ khen còn thay đổi toàn diện đấy hả vâng đi bán hàng con thấy hợp với khả năng của mình hơn đi may công nghiệp mẹ ạ à. cô vẫn gọi thưa gửi với bố mẹ chồng cũ như mình vẫn là con dâu thấy nhà vương giác, hà lấy chổi đi quét rồi sắn quần lau nhà khiến ông bố im lặng nhưng trong lòng đầy cảm mến bà mẹ chồng cũ thì thở dài thườn thượt tiếc thay cho thằng con trai ngu ngốc cô còn dâu mới chưa từng quét nhà lau nhà chồng được lần nào Ngày cả sen có về thì không chủ động nấu cơm bao giờ mà khi được mời mới phụ việc bếp núc với bà nhâm thật là trùng khớp hóa cũng đến thăm con bốn mắt nhìn nhau hà thừa biết anh chàng đang nghĩ gì qua ánh mắt sững sờ nhìn cô nỉm cười nhẹ đánh cái hồng thật điệu cho cái váy vừa thay xòe tròn để khoe cái eo thật khéo đúng cách chị lý anh dạy rồi rồi hà chỉ chào nhỏ hỏi anh có khỏe không mẹ con xem thế nào khóa đầu tóc bơ phờ đúng vai thằng đàn ông đang chăm vợ đẻ không trả lời thẳng câu hỏi của vợ cũ mà hỏi nhỏ lại em chưa lấy chồng à cười thật duyên hà vừa vo gạo nấu cơm giúp mẹ chồng cũ vừa điệu đà cố tình phải làm cho tên phản bội ân hận vì đã để sống mất một người đẹp như cô. Hẳn nhiên, dù Sen có trẻ hơn đến 7 tuổi, nhưng với sự thoải mái tinh thần, dồi dào về tiền bạc để trang điểm với mỹ phẩm và trang phục hàng hiệu, hà đẹp hơn rất nhiều. Từ nước da đến mái tóc, từ sợi lông mi đến cái móng tay, tất cả đều được chăm chút hoàn hảo, khiến người đàn bà 36 tuổi đẹp đến khó cưỡng. Đánh giá ánh nhìn ấy của hóa không đơn thuần là của một gã đàn ông trước một người đàn bà đẹp mà còn chứa đựng rất nhiều tâm tư, cả dục vọng nữa. Nên Hà càng khiêu khích tận Cô giả vờ cúi sửa cái quay dép để khoe bầu ngực căng tròn, trắng nõn, lấp ló cùng cái áo đắt tiền và sợi dây chuyền cùng mặt đá gắn kim cương lóng lánh. Cô để kẻ cái cổ áo lệch đi, nghiêng đầu tủm tỉm nói. Úi, em già rồi lại vụng về nữa ai người ta lấy về để làm ô xin nữa lại đong đưa lại ngúng nguẩy để cho gã hóa tiếc đến học máu ra hà mới thấy thỏa lòng thế nhưng khi biết một tiếng nữa sen sẽ đưa con về nhà chồng thì hà tìm cách lật luôn cô bảo con xin phép bố mẹ cho cháu bình đi chơi rồi ăn hàng luôn bố mẹ ạ à. ơ ờ, con ở lại ăn cơm chứ. Mẹ nấu cả cơm con rồi mà. Dạ không mẹ ạ. Không mấy khi có được ngày nghỉ, con muốn cho cháu đi chơi một chút. Quay sang hóa, cô bảo. Em cho con đi chơi nhé, nhớ nó quá. Ngày sau đó, Hà cho con trai lên cái xe SH cành càng mới mua của mình. Đưa cô Bình đi ăn một bữa ngon, rồi hai mẹ con đi xem phim. Vì chị Mận bận đi học thêm, không đi cùng em được. Thằng Bình hãnh diện ra mặt vì mẹ luôn là niềm tự hào của nó. Áp má vào lưng mẹ, nó hóng hình hỏi. Mẹ ơi, mẹ có đi lấy chồng không? Mẹ không biết, nhưng mẹ già rồi, chẳng ai người ta lấy đâu. Đến bố mà còn bằng mọi cách bỏ mẹ mà. Mẹ chào cô Bình của mẹ lớn lên, làm ra tiền nuôi mẹ thôi. Con thấy mẹ đẹp lắm, trẻ hơn cả dì sen nữa cơ. còn tin chắc sẽ có nhiều người đàn ông đàng hoàng yêu mẹ thế con có thích mẹ lấy chồng không con vừa thích lại vừa không thích nghĩa là thế nào thích mẹ lấy chồng để mẹ hạnh phúc nhưng không thích mẹ lấy chồng vì bị chia sẻ mẹ với người khác không mẹ luôn yêu con nếu mẹ lấy chồng còn lại có thêm em nữa cơ thế thì con thích mẹ lấy chồng đi nhé lấy chồng chứ có phải mua cái áo đâu mà mẹ hứa với con được. Thế khó khăn gì hả mẹ? Không thể tìm được người hợp tính, hợp nét, phù hợp tuổi với mẹ, chấp nhận hai đứa con riêng của mẹ và nhất là đủ năng lực kinh tế để lo cho cuộc sống gia đình. Con sẽ giới thiệu để gả chồng cho mẹ. Hà cảm thấy lâng lâng vui sướng vì cái hạnh phúc ngọt ngào mình đang có nên thực lòng sợ hãi một tương lai bất định nếu cô tái giá. Cô bảo: "Mẹ đùa thế thôi, mẹ không đi lấy chồng để các con khổ đâu. Với mẹ, hai cục kim cương Mật và Bình là yêu nhất trên đời rồi." "Không, mẹ nói dối, nhất định con gả chồng cho mẹ." Hào ôm chặt con trai, tự hứa sẽ không tái giá để có điều kiện chăm nuôi con gái, quan tâm con trai được nhiều hơn hóa ra lì dị không phải thảm họa gì ghê gớm cả thậm chí là hạnh phúc có điều nhiều lúc con đàn bà hư hỏng trong hà lại ló đầu ra cô thấy thèm khát một cánh tay đàn ông rắn chắc để dựa vào ước ao một nụ hôn cháy bỏng háo hức một đêm ân ái nồng nàn những lúc ấy hà như điên cuồng lên phải lính quính thay bằng những hoạt động khác để cố quên cái nhu cầu bản năng xác thịt đàn bà cháy lên rừng rực trong tâm hồn mình. Cũng có đàn ông để ý, tán tỉnh cô, nhưng số hạ đen toàn vớ được các chàng trai ít tuổi tán tỉnh. Người thì ít hơn 3 tuổi, có chàng thậm chí thua đến 10 tuổi, mới tốt nghiệp đại học vài năm. Chính vì vậy, dù anh ta rất thật lòng, say đắm cô thật, mà Hà không thể đáp lại tương xứng được. Chàng Quang Tuy kém Hà đến 5 tuổi, nhưng dầu ria sổm xoảng tính tình điềm đạm, phóng khoáng và rất đàn anh, đã áp sát tán tỉnh, chiều chuộng Hà hết cấp. Anh là kỹ sư ở cửa hàng điện máy cạnh cửa hàng thời trang của chị Lý Anh, được chính trị bật đèn xanh giới thiệu. Đó chính là người duy nhất khiến Hà thực lòng sao xuyến. Anh cũng đã rất kiên trì để mời được Hà đi ăn tối, thậm chí đã liều lĩnh bất ngờ hôn cô một lần. Trái tim Hà cũng có khi đã dồn nhịp đập, ngả nghiêng khi chàng cứ quan tâm chăm sóc quả cáp. Tuy nhiên, khi điều tra, cô biết mẹ Quang chỉ hơn mình 13 tuổi. Bố cậu chỉ hơn cô 15 tuổi, thì cô lặng lẽ rút lui vì e ngại những mối quan hệ phức tạp nếu họ đi tới hôn nhân. Đã có lần hóa đến thăm con gái lợi dụng khi chỉ có hà ở nhà chàng ta liều ôm hôn đòi chuyện ấy nhưng dù hàng ngày cô thèm được ân ái đến rừng rực mà lúc ấy hà chỉ cảm thấy kinh tởm gã nên kiên quyết đẩy ra rồi tát cho hóa một cái rất đau cô tuyên bố dứt khoát đây là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng anh có thể xuồng xã với tôi như thế lặp lại tôi sẽ cấm cửa anh không được đến thăm con gái nữa. Thậm chí tôi sẽ thông báo lại cho vợ anh biết, sẽ cầu đến sự can thiệp của pháp luật. Anh xin lỗi, anh thực lòng vẫn còn yêu em. Tôi phát nôn vì cái thứ tình yêu thối tha ấy của anh. Sao anh có thứ tình yêu rẻ mạt bẩn thỉu thế? Tình nhiều đến mức anh có thể sợ cho người này một chút, người kia một chút. Tôi khác anh, đã yêu thì phải là tất cả, trọn vẹn của nhau còn đã chia sẻ thì về không luôn hiểu chưa thế thế anh về hẳn với em nhé tở gì mà như gà vậy được hả quên đi tôi không còn một chút tình cảm nào với anh cút 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 cô đã tự hứa sẽ đơn thân đến già chứ không bao giờ chấp nhận để hóa chạm vào dù chỉ một sợi tóc của mình bức tường căm ghét của hà đứng sừng sững khiến hóa không còn mảnh may cơ hội trở lại với vợ cũ. Các bạn vừa nghe chuyện dài đổi đời. Vậy là Hà đã ly hôn. Sau cuộc ly hôn, cô không những không suy sụp đau khổ mà đã biến hình lột xác một cách ngoạn mục để chồng cũ tiếc nuối và bao người đàn ông thèm muốn có cô liệu rằng cô có thể giữ mãi phòng tuyến mẹ đơn thân của mình hay sẽ sống ra sao mời các bạn bấm đăng ký kênh chuyện làng quê và bật thông báo để theo dõi tiếp diễn biến của chuyện cảm ơn các bạn đã lắng nghe đã thích và chia sẻ cho kênh chúc các bạn vui khỏe hạnh phúc thân ái chào tạm biệt